Câu tiếp theo. Có đúng là cái A sai chưa các bạn? Sai. B có đúng không? Cái này chắc bị in nhầm nào. À, hai cái sai. Ok nhá, tiếp tục. Hả? Bảo Ngọc hỏi gì con? Câu số 2. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào? Sơn. Chưa ra. Thế nếu mà cho suy nghĩ thêm thì sẽ ra được không? Không biết. Ừ, ok đấy. Thế có nghĩa là mình cần phải ôn tập phần này. Thu. Ồ, đấy sai rồi. Bạn đấy là bạn Tú Yên. Bạn áo đen là bạn Hà Anh. Bạn kia là Hồng Giang. À, Ngọc Giang. Các bạn. Bạn kia con tên gì nói? Thu Anh. Mình cứ toàn lọc nó tên là Thu. Không biết thật à? Ngày 20/10 không phải là ngày 1/4 đâu, không biết thật đấy. Không biết đáp án đúng rồi. Thì có nghĩa là không biết làm gì. Ờ. Tốt rồi. Bạn nào biết câu này giơ tay cho thầy nào. Không, có phải là bên không? Ừ. Đây là câu trả lời hay là câu hỏi? Câu hỏi thì thầy chịu. Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào? Thứ nhất, đây là các bạn nếu như cái dạng đồ thị nó ok rồi ấy, thì các bạn nhìn thấy đây là -1/1 ấy, thì chỉ có sin với cos thì nó mới nằm trong cái phạm vi đấy thôi. Có đúng không? À, nhưng mà lưu ý là hàm sin thì là hàm lẻ. Hàm sin là hàm lẻ, tức là nó sẽ nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng. Còn hàm cos là hàm chẵn thì nó sẽ nhận trục OI là trục đối xứng. Các bạn nhìn thấy nó có đối xứng không? Đúng không? Thế hàm trừ cos x có đối xứng không? Có phải là hàm chẵn không? Cos x mà chẵn thì cos trừ à, thì trừ cos x nó cũng là chẵn. Có sẵn dấu trừ ở bên trên. Chứ nếu có sẵn thì hàm số nó có thay đổi đâu. Đấy nhá. À, cos x thì bằng cos trừ x, đúng không? Mà trừ cos x thì cũng bằng trừ cos trừ x. Hai hàm này đều là hàm chẵn cả. Thế nhưng mà hàm sin, hàm trừ sin x thì có phải là hàm chẵn không? Ta có là sin x, à, sin trừ x thì bằng gì? À, trừ sin trừ x thì bằng trừ sin trừ trừ thành cộng, tức là thành sin x. À, tức là gì? Tức là sin trừ x thì bằng trừ sin x, đúng không? À, chết, biết lộn. Cho thế này thôi. Không còn nào trả lời được câu này à? Ừ. Thu Hương nào. Thu Hương. B. Tại sao lại là B? Ừ.
Tại sao? Thế cái hàm trừ sin x thì là hàm chẵn hay hàm lẻ? Lẻ á? Thử nhá. F trừ x thì sẽ bằng trừ đi sin của trừ x. Và sin trừ x bằng trừ sin x, vậy bằng sin x. Cái này có bằng fx không? Không đúng không? Cái quan trọng là cái này các bạn, người ta đã gọi là đồ thị thì các bạn phải kiểm tra. Chúng ta chỉ cần kiểm tra vài giá trị mà nó đúng thì là ok thôi. Thằng thế còn cái 1 cộng sin 2x thì sao? Sin 2x thì nó không phải là hàm chẵn, đúng không? Cũng chẳng phải hàm lẻ. Do đó là cái A là chúng ta loại, chúng ta sẽ chọn đáp án là những cái đáp án còn lại. Bây giờ chúng ta thử cho thầy là nếu như x bằng 0 thì cos 0 thì có đúng bằng 1 không? Nhưng mà nếu như trừ cos x thì nó lại ngược lại. Có đúng không? Thì nó thành âm 1, nhưng mà không phải như thế. Như vậy đáp án D của chúng ta cũng là loại rồi. Thế bây giờ cho x bằng 0, x bằng 0 thì y bằng sin 0. Sin 0 thì cũng bằng bằng 0, cho nên nó không phải là cái kia. Đáp án của chúng ta là bài này là gì? Đáp án B. Chúng ta có thể thử những điểm nằm trên đồ thị mà làm cho thỏa mãn cái hàm số nhá. Tiếp. Đáp án của bài này chúng ta có là tập giá trị của sin x nhé, là nằm trong đoạn từ trừ 1 cho tới 1. Cos cũng vậy. Cho nên là đáp án của chúng ta là đáp án C. Nếu như m mà bây giờ lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1 thì phương trình thì nó sẽ không có nghiệm nhé. Cho dãy số UN, biết UN bằng N cộng 2. Hai anh nào? Đáp án nào? Ba số hạng đầu tiên ứng BN sẽ lượt là 1, 2, 3. Tiếp theo, cho cấp số cộng này gọi SN là tổng N số hạng thì cái nào đúng? Cái con chọn A. À đâu, từ. Cái này phải viết cẩn thận, không có nhầm đấy. Ta có SN bằng gì? U1 cộng với gì? UN đúng không? Nhân với N rồi trên cho 2. Cái này bằng U1 cộng với N, à cộng với U1 tiếp. Xong cộng với N trừ 1 nhân với D. Rồi tất cả nhân với N trên 2. Thế thì thằng 2 U1 là chia này là thành gì rồi? U1 nhân N chứ. Cộng với N nhân với N trừ 1 nhân với D trên 2. Đấy, đáp án nào? Đáp án A. À, tóm lại là phải viết ra, đúng không? Nếu không nhớ. Đáp án nào con? A. À. A thì A có cái dấu kia, ok. Chủ yếu là bài này ấy, là các bạn phải nhớ đến là nằm trong cái này thì cos nó nhận giá trị là âm hay dương, đúng không? Sau đó chúng ta chỉ cần sử dụng mối quan hệ sin bình cộng cos bình bằng 1 là xong. Suy ra cos bình phương alpha thì bằng 8/9. Do pi trên 2 bé hơn alpha bé hơn pi, suy ra là cos alpha sẽ bằng trừ 2 căn 2 trên 3. Đáp án A. Hết thời gian.
Chú Hiền nào. Dạ. Câu trên đáp án nào? Đáp án A. Đáp án A. Tại sao nhỉ? Là cos 2a bằng 1/2 sin a. Ok. Công thức. Bằng 1 trừ đi 49 phần bao nhiêu? À quên. Sin mình là 1 phần 16, 15 nhỉ. Đáp án A. Câu dưới thì sao? Ok, như vậy là do sin x thì lớn hơn bằng âm 1, bé bằng 1. Đây là chúng ta suy ra cái này. Được rồi. Tiến Mạnh nào. Tiến Mạnh. Đây ạ. Đáp án câu này là gì con? Đây là những cái nghiệm đặc biệt, nghiệm của những cái phương trình lượng giác đặc biệt. Rồi con nói đi, là đáp án nào? Nghiệm C. C. Cos x bằng 0. Bạn ấy bảo là C. Đúng không? Giang. B. B à? B. À. Đáp án B mới là đáp án đúng. Bởi vì đây, các bạn mà quên thì hãy nhớ lại cái vòng tròn lượng giác này. Những cái điểm nào mà có cos bằng 0, nó cos là trục tung nhá. À quên. Thế thì những cái điểm nào mà chúng ta hạ vuông góc xuống cái trục cos này thì nó tại điểm 0 thì đây có hai điểm. Pi trên 2, 3pi trên 2, 5pi trên 2, 7pi trên 2, tức là một số lẻ lần pi trên 2. Đáp án của chúng ta là B. Pi trên 2 cộng kpi. Thực ra đây là số hàng này chính là cái gì các bạn nhỉ? Này nó chính là 4 mũ 0. U1 thì là 4 mũ 0. U2 là 4 mũ 1. Như vậy thì vân vân thì UN sẽ bằng 4 mũ N trừ 1. Được chưa? Thế thì tổng S sẽ bằng số hạng đầu tiên 1 cộng với 4 mũ N trừ 1 nhân với N chia cho gì? Chia cho 2. Đáp án là đáp án gì? Tưởng B. Hả? Hả? Số hạng đầu tiên là 1 nhá. Số hạng thứ N thì là 4 mũ N trừ 1 thì tổng vào thì nó phải là số đầu cộng số cuối nhân với số hạng là chia 2. Nó phải là đáp án B chứ. Hả? Cái gì? Đây thầy đang lấy số đầu cộng với số cuối này. Bốn xem lại nhá, số đầu là 1 này. U2 là bằng 4 mũ 1 này, U3 là 4 mũ 2 này, U4 là 4 mũ 3 này, như vậy vân vân thì đến UN thì sẽ là 4 mũ N trừ 1 đúng chưa? Thế tổng N số hạng đầu tiên thì chúng ta lấy thằng đầu cộng thằng cuối, à quên, ok thầy thì xin lỗi, đây là cấp số nhân, ok, sorry. Đây, viết lại, nói phải là gì nhỉ?
chúng ta viết lại là 1 cộng với lại có nghĩa là để viết lại cái công thức 1 này cộng 4 mũ 1 này cộng 4 mũ 2 này cộng vân vân cộng đến 4 mũ n trừ 1 đúng không? Thì thằng này nó phải là bằng 4 mũ n trừ đi 1 chia cho mấy? Chia cho 3. Tức là q mũ n trừ 1 trên q trừ 1 đúng không? Đáp án A, ok. Tiếp. Mấy? Uyên. Mấy? Mấy? Hai làm như thế nào con? Cho ra một thì con cứ nói cách một của con đi. Ta có là cos x bằng gì? Trừ căn 3 trên 2. Mà thằng này thì bằng gì nhỉ? Cos của 5pi trên 6 đúng rồi. Để suy ra gì? X bằng gì? Cộng trừ chứ. Bởi vì là cos quên mất công thức nghiệm của cos à? Đúng chưa? Sau đó chúng ta có trường hợp nhất là gì? Trừ pi bán bằng trừ 5pi trên 6 cộng với lại là k lần 2pi và bé hơn hoặc bằng 3pi. Các bạn chia tất cả cho pi đi. Chúng ta suy ra là trừ 1 bé hoặc bằng trừ 5 phần 6 cộng với 2k và bé hoặc bằng 3. Đúng không? Chúng ta suy ra chuyển bế sang trừ 1 mà cộng với 5 phần 6 là trừ 1 phần 6. Trừ 1 phần 6 chia 2 tức là trừ 1 phần 12. Bé bằng k. Bé nó bằng 3 cộng 5 phần 6 là bằng 18, 23 phần 6. 23 phần 12. Chứ là k thuộc tập hợp nào? 0, 1. Đúng không? Trường thứ 2. Nếu như mà trừ pi bé hoặc bằng 5pi trên 6 cộng với k lần 2pi và bé hoặc bằng 3 thì suy ra vẫn thế thôi, trừ 1 bé hoặc bằng 5 phần 6 cộng với 2k và bé hoặc bằng quên, chỗ này 3pi. Trừ 6 với trừ 5 là trừ 11 phần 12. Bé bằng k. Bé bằng bao nhiêu? 3 trừ 5 phần 6 tức là còn 13 phần 6 đúng không? 13 phần 6 chia cho 2, 13 phần 12. Để suy ra k thuộc vào tập hợp đi. Vẫn là 0, 1 à? Thế như vậy là ta có các nghiệm nào? X bằng gì? Cộng trừ 5pi trên 6 này. K bằng 1 thì sao? Bao nhiêu các bạn? K với hai trường hợp nó khác nhau mà. K với K ở trên này thì nó ứng với lại trường hợp này. Thì các bạn phải thay vào đây chứ. K bằng 1. K bằng 1 vào đây là 2pi mà trừ đi 5pi trên 6 tức là 2 trừ đi 5 phần 6, 7 phần 6. Tức là 7pi trên 6. Còn trường hợp K bằng 1 ở kia thay vào đây là 17pi trên 6. Thế là bài này là phải có 4 nghiệm chứ.
Tiếp. Thế là các bạn không làm đúng bài này là bị do quên mất công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản. Thế là tèo. Đáp án nào nhỉ? Sơn. C à? Không nhớ là Hà Anh, đáp án câu này là gì? Còn chọn B. B à? Chọn theo kiểu sở thích ấy, đúng không? Không, không bấm à? Bấm. Thử đi. Câu này nếu như mà tự luận thì làm như thế nào, Thu Anh? Không nhớ lắm. Không nhớ lắm tức là xịt. Nào, bạn nào làm cho thầy câu này nào? Minh Phương nào? Hồ Minh Phương. Minh Phương. Việt Hoàng. Việt Hoàng trả lời. Câu B. Câu B, thế thì hỏng rồi. Các bạn có biết thế nào được gọi là một dãy số bị chặn trên không? Tức là với mọi n thì nó luôn luôn bé hơn hoặc bằng cái số k nào đó là hàng số. Thế còn bị chặn dưới, không bị chặn dưới, thầy hỏi các bạn cái dãy số này nó có lớn không? Không? Đương nhiên là nó lớn không rồi. Thế còn như Thu Anh bảo nó bị chặn trên là chặn trên bởi cái gì? Những câu trả lời mà nghe nó ghét nhất trong các câu trả lời. Cứ làm rồi mà lại quên thì tốt nhất là thà nói là không biết làm luôn. Test mà vẫn không làm gì được, đúng không? Cái này bảo các em lớp 6 nó giúp. UN bé hơn 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng vân vân cộng đến 1 trên N nhân N trừ 1 và thằng này sẽ bằng 1 trừ 1 phần 2 cộng vân 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 cộng 1 trên N trừ 1 trừ 1 trên N. Từ đây chúng ta suy ra là UN luôn luôn bé 1 với mọi N. Và từ đó chúng ta có khẳng định vậy. Không bé hơn UN bé 1 với mọi N. Và đáp số của chúng ta là dãy số này là dãy số bị chặn. Thầy ơi. U n là bằng 1 trên 1 bình phương là bằng 1, xong rồi cộng 1 đóng vào sau thì nó cũng lớn hơn. À quên, thế này là 1 trên thầy xin lỗi, là không phải từ 1 trên 2. Ok, cảm ơn. Chỗ này phải là lớn hơn 1. Tại vì là nó bắt đầu từ 1 chứ không phải bắt đầu từ 2. Ok. Đây. À chỗ này là thêm 1 vào nhé. Tại vì cái số này đầu chúng ta giữ lại này. 1 cộng với phần này. Ok. Là 1 cộng 1 nhá. Tức là 1 bé hơn UN bé hơn 2. Tại vì ngay UN nó bắt đầu từ 1 cho nên là cái thằng này là 1 rồi.
Chúng ta dùng đánh giá các cái phân số trong mỗi một cái số hạng. Yep. Đấy, bài này là chúng ta nhìn cái S kia nó chẳng phải là cấp số cộng mà cũng chẳng phải là cấp số nhân. Cho nên là muốn để tính được nó là chúng ta phải dùng một cái kỹ thuật để chúng ta đưa nó về những cái mà chúng ta đã được học, đó là cấp số cộng và cấp số nhân. Và muốn làm việc này thì thầy sẽ bắt chiếc bạn Thu Anh. Chúng ta có 9 lần S bằng gì nào? 9 cộng với 99 cộng với 99 chấm 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 9 n số đúng không? Bây giờ chúng ta mới viết này, 9 thì bằng 10 trừ đi 1, 99 thì thành 100 trừ đi 1, cộng vân vân. Thằng này thì thành 10 mũ n trừ đi 1. À, như vậy viết lại thì sẽ bằng gì? Không phải đặt 10 ra ngoài mà là 10 cộng với 10 bình phương, chúng ta phải viết để cho nó thành cấp số nhân chứ. Đây là 10 mũ 1, sau đó là trừ đi cái gì? 1 n có đúng không? Và thằng này bằng gì đây? Theo công thức thì thằng này chính là bằng 10 mũ gì? 10 mũ n cộng 1 trừ đi 1 trên 9 trừ đi n. S sẽ bằng 1/9 của 10 mũ n cộng 1 trừ đi 1 trên 9 trừ n. Thế thì nó sẽ thành 10 nhân với lại 10 mũ n trừ 1. Đáp án nào nhỉ? 10 mũ n nhất rồi. 10 trừ 1. Không, cảm giác cái kia nó vẫn phải là 10. Quên, chỗ này còn phải 10. Cái này trừ đi 10, à, còn phải cộng, phải trừ đi 1 nữa con ạ. Cái này này, bởi vì theo cái quy tắc về cấp số nhân này, đấy, ta viết không cẩn thận chỗ này là bị sai. Phải là 1 này, cộng 10 này, cộng vân vân, cộng 10 mũ n ấy, thì nó mới bằng 10 mũ n cộng 1 trừ đi 1 trên 9 nhé. Thế còn đây nó thiếu mất số 1 cho nên các bạn phải trừ bớt đi 1 nữa. Được chưa? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là cái này. Sau khi các bạn quy đồng xong thì nó sẽ còn là 1/9 nhân với 10 nhân với 10 mũ n trừ đi 1 trên 9 trừ đi n. À, đáp án của chúng ta là sẽ là đáp án A. Tại vì trừ đi 1 thì nhân lên thành 10 trừ 10. X khác gì? Yeah, tức là x trừ 1 ngoài x thuộc r trừ do cái x cộng phi phần tư của k phi trên a. Tức là cos 2x phải khác 0 đúng không? Đấy, như cái bài này nếu các bạn không thiệt thuộc những cái nghiệm đặc biệt thì các bạn làm sao làm? Đấy, tập xác định là D bằng gì? Đấy. Xong chưa? Có bạn nào có phương án để giải bài này không? Chịu đúng không?
thầy giải nhá. Cái sin bằng 1 thì cái bên trong bằng cái gì? 1 này cũng là nghiệm đặc biệt. Hả? Pi cos x sẽ bằng gì? Đúng rồi không? Với k là số nguyên. Từ đây chúng ta suy ra là cos x sẽ bằng gì? 1 phần 2 cộng với 2 gì? 2k. Được chưa? Đến đây giải thích kiểu gì đúng không? Tịt đúng không? Lưu ý vì trừ 1 thì bé hơn hoặc bằng cos x và bé hơn bằng 1, có đúng không? Cho nên chúng ta suy ra là trừ 1 thì bé nó bằng 1 phần 2 cộng với 2k và bé nó bằng 1. Tức là gì? Chuyển vế sang là trừ 3 phần 2 trừ 3 phần 4 thì bé nó bằng k và bé nó bằng 1 phần 4. Đấy, như vậy k bằng mấy? Bởi vì k của chúng ta là số nguyên. Được chưa? Vậy phương trình lúc này ngon rồi. Có ăn được không? Đấy, k bằng 0 thì cos x bằng 1 phần 2. Được chưa? Và thằng này bằng gì? Bằng cos của cái gì nhỉ? Pin 6 đúng không? Cộng trừ pi trên 6 cộng 2k pi. Cốt của pin 6 hay pin 3? À, pi trên 3. Pin 6 là 30 thì sin nó bằng 1 phần 2. Ok. Cốt của pi trên 3. Cái quan trọng là các bạn phải giải ra k kìa, dựa vào tập xác định của sin với cos. Những dạng bài này là vận dụng mà các bạn làm chúng ta cần cẩn thận này. Để các bạn làm cho thầy tiếp bài này. Bài tập về nhà câu 28. Mấy câu này thầy mới lấy trong cái đề cương của trường gì đấy, trường gì Hà Nội mới, đề cương giữa kỳ. Thế là bài vừa rồi nếu như người ta bảo giải phương trình cos của pi sin x bằng 1 thì chúng ta cũng làm như vậy nhé. Cách làm là giống nhau. Tóm lại cái hàm mà như thế người ta gọi là hàm hợp ấy, thì các bạn cách giải là chúng ta đi tìm cái k. Thấy ra cùng kết quả mình thấy là thả tim à? Chắc gì? Ít nhất là cũng có đồng đội đúng không? Ta có là căn 3 tan x trừ thì bằng 3, tức là tan x bằng ấy, căn 3, mà cái này thằng này bằng tan của cái pi trên 3 đúng không? Từ đây suy ra x bằng pi trên 3 cộng với k pi.
Bây giờ cho cái kia có không bé hơn hoặc bằng pi trên 3 cộng với k pi bé bằng 2 pi. Suy ra là k sẽ 3 thuộc tập hợp gì? 0, 1, có 2 không? Không ạ. Như vậy là nghiệm x sẽ bằng gì? Pi trên 3 hoặc là x bằng pi cộng với pi trên 3. Suy ra kết quả là tổng các nghiệm. Đáp án C.